quay lại cho mọi người xem cái tác phẩm mà tiểu cảnh mini của Hiếu nè. Bữa hổm Hiếu đăng đó mọi người, nay chắc cũng hơi lâu lâu rồi. Hiếu quay lại cho mọi người xem. Đây là cây chồi mồi lá tròn nha mọi người, cây mini dáng quái mọi người ạ, dáng bay á, quái mà dáng bay. Mọi người thấy rêu không, xanh mướt luôn à. Đó, nằm trên một cái cục đá rất là đẹp mọi người. Đó, mọi người xem cây có quái không à, cây mini rất là đẹp luôn. Cây này nói tiếng mini chứ già lắm nha mọi người. Cây này lúc trước Hiếu ép trong cái chậu nhỏ, nó chai luôn mọi người. Ép chậu nó đó, nó không lớn. Khúc sau này Hiếu mới nghĩ ra cái tiểu cảnh này rồi Hiếu làm ra đây nè, bắt đầu nó phát lại mọi người nè, bắt đầu nó phát lại lá to, chứ mới đầu lá nó bao lớn lớn nè mọi người, nhỏ 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 không à. Cây cũng có đế bọng nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người xem video nha.